500 từ vựng tiếng Anh, trong khi chỉ cần 50 ngày để hoàn thành đó. Cách học như sau. Mẹo thứ nhất là học từ mới theo phương pháp âm thanh tương tự. Đây là một thể từ mới bạn sẽ học. Bạn sẽ thấy mặt từ tiếng Anh và ở dưới sẽ có dòng chữ đỏ sử dụng tiếng Việt để giúp bạn biết cách đọc từ này. Tiếng Anh là hyper, thì tiếng Việt là hyper. Và như vậy chỉ sau khoảng 1 giây là bạn đã biết cách đọc từ này. Đó là phương pháp học thông minh độc quyền từ sách Hách Não 1500. Để tôi hỏi lại bạn, cách đọc từ này là...